Hello, xin chào quý anh chị và các bạn à. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chào Bình Dương 24 giờ. Trong cái clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe tay ga này, tay côn này, mô tô này, đủ loại luôn. Thì anh em nào có nhu cầu mình mua cái dòng nào thì mình chịu khó mình tham khảo cái clip nha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có anh Dương, sửa trợ giới thiệu ông Bình Dương ạ. Dạ, chào anh em, chào các chú, chào các bác, chào các anh, các chị và chào các vị quý khách đang xem chợ Bình Dương 24 giờ của anh Việt nha. Em là Dương, cửa hàng số mấy Trùng Dương 2, Trùng Dương 79 nha anh em nha. Đây là cửa hàng Trùng Dương 79 nằm khu sát bên cửa hàng của em là Trùng Dương 2. Mấy anh em có coi kênh xe máy giá rẻ anh em không biết. Thì đây là bên dòng đây là cửa hàng của em thì em gục của em là chuyên bán mấy dòng xe phổ thông, xe đi làm, xe vi sành đồ các thứ, mấy cái dòng Winner V2 đồ, hẹt xuống áo đồ, Jupiter đồ. Mấy cái dòng xe đi là hẹt rẻ tiền cũng có, 16, 8 là cũng có cho anh em ha. Hẹt cho 35, mười mấy cũ là không có xe cho anh em nha. Đó, bên đây mà có bán, có bảo hành cho anh em, có hỗ trợ ship xe các tỉnh miền Nam, đặt cọc 1 triệu, 2 triệu là ship xe hết cho anh em. Mà xe là có bảo hành, xe bên em là đặc biệt là xe chính chủ hết nha anh em, yên tâm nha. 100% là từ trong ra ngoài hết, là có căn cước đủ, có thể ủy quyền mua bán rồi đàng hoàng hết anh em. Hứa 100% là danh dự nha anh em ha. Xe toàn bộ là xe chính chủ hết. Đó, toàn bộ có thể rút hồ sơ được hết, nhất từ chiếc quy sành đồ bản số Sài Gòn. Xe em nó nào nấy rõ ràng, bản số Sài Gòn 59 đi là công chứng ủy quyền điền liền, ký tự 2 tới 6 nha anh em ha. Đó, bản quy này cũng vậy, là toàn bộ là ủy quyền mua bán rồi đàng hoàng hết cho anh em ha. Anh em nào khách cần ủy quyền mua bán đàng hoàng hết cho anh em cứ yên tâm vấn đề đó nha. Toàn bộ nha anh em ha. Từ trong ra ngoài xe chính chủ hết. Đó, thì có bảo hành hết nữa. Giờ có hỗ trợ tiền xăng cho anh em nữa, anh em cứ tham khảo cái ủng hộ. Cái gì có anh Việt có để số điện thoại trên màn hình, kính mong anh em và bà con cô bác ủng hộ nha. Nói chung thì em đăng lên đây thì xe em là không có té ngã, không có tai nạn máy zin, nhưng cái giá nó sẽ nó khác khác, thì mong kính mong anh em thông cảm. Tại từ trong ra ngoài từ đầu cuối tới video là em sẽ có hình ảnh từng con xe hết, anh em thích con xe nào mà thích sẽ hợp chụp hình con xe đó cho anh em coi nha. Nói chung là tiền nào của đó mà anh em, hàng chắc mà hàng y là hàng đâu không đâm đụng, hàng không sơn phết là nó rất ok nha anh em ha. Đó thì chợ mình qua vô trong này quay ra đi anh. Dạ, Novo 6 ấy. Novo 6 như này, biển số 84 thành phố ở nằm ở thành phố Trà Vinh luôn nha anh em ha. Chung là xe đẹp, sạch sẽ, xe không té không ngã, tem zin, nước sơn zin hết nha anh em ha, đầy đủ chứng từ của chủ xe. Giá thì nó bán có 13.800.000 của này anh em. Rồi giá nút. Giá nút thì bữa anh em thấy quay quá trời thì anh em cũng nói ơn mắt cái con à. Giờ mùa di tới nhất còn con. Tại mình này hàng xe zin, xe không té ngã. Anh em biết cái dòng xe đi là xe phụ nữ chạy không à. Xe toàn bộ là phải mua phải kỹ, sơn phải zin hết anh em ha. Từ trong lốc, từ ngoài, từ dĩ bô, từ tay cầm, tay thắng là không té không ngã nha anh em ha. Đó. Thì con xe này rất là đẹp, màu cam đen, biển số 67 thành phố Châu Đốc E1 nha anh em ha. Toàn bộ là con này mình bán giá là 18 cũ nha anh em ha. Đó, mọi người nhớ ở dạ. Đây là xe chính chủ nha, nhắc dạ. Lại một lần nữa, xe này chính chủ có nghĩa là ra tên được á. Dạ. Rồi. Là... con này vao 125. Vao 125. Con này 100% là mình bao anh em là đúng 7.000 cây nha, thẳng xe nha. Xe anh em coi cái lốc nè, nó trắng nha. Tiền là của đó, nói chung thì bỏ hồi nãy mà nói là tiền là của đó nha các anh em ha, 7.000 cây số. Con này bán 318 nha anh em ha. 318. À, xe chính chủ đang quẹn anh em cứ yên tâm. Tiếp tục con bên này. Con đây, biển số 67/2021, xe chùm keo nguyên con xe. Đúng giấy màu xanh nhám hết đàng hoàng, xe zin, không đâm đụng, không tai nạn, không té ngã gì anh em ha. Giá anh bán con này giá 368 nha anh em ha. Rồi, con cái này Mio bụng bự. Mio bụng bự Ultimo nha anh em ha. Xe dành cho các chị đi chợ búa rồi này nọ. Xe đẹp lan can, không té không ngã gì. Tay thắng đúng tay thắng zin nha anh em ha. Xe chạy ít cái số luôn cho anh em. Giá anh bán 9.8 nha anh em ha. 9.8 nha các anh em. Glit nha anh em, 208. Con này bán 7.8 nha anh em, 7.8. 7.8 với con Glit thôi. Con bên này. Con Glit bên đây nữa, 9.8 nha anh em. 9.8. Con xe Glit này nha anh em ha. 9.8. À bên này. Con bên đây. Con bên đây là biển số 66 V1. Mình bán con này giá 11 cũ nha anh em, 11 cũ. Rồi, bên này. Này mới về. Đó, cũng 11 cũ luôn cho anh em ha. 11 cũ nha anh em ha. 11 cũ dành con Glit nha anh em. 11 cũ nha anh em ha. Xe đẹp máy zin hết nha anh em ha. Công lanh, anh em cứ yên tâm mấy vấn đề xe này nha anh em ha. Rồi, biển sành bao cũ nữa này. Biển sành bao cũ. Biển số Sài Gòn, bao công chứng ủy quyền nãy mình có nói cho anh em á, 13 cũ bao công chứng ủy quyền. Máy zin toàn bộ nha, đầu này zin hết cho anh em ha. Đăng can sờ. Còn tiếp theo con biển sành 2019 nha anh em, phá xe mắc cây. 2019, xe zin, liền lạc xe chính chủ, công chứng ủy quyền từ 2 tới 6. Giá anh bán con này giá là
218 bao công chứng bị ủy quyền cho anh em ha. Bao công chứng bị ủy quyền toàn cho anh em ha. Còn cái dòng ở đây là V2 mới về, con V2 màu limited nha. Mà này màu hot nha anh em. Mà này có màu limited đó nè. Đó, bữa về thì bán rồi. Bữa nay lại có con này mới về nữa. Rồi. Con bán là con này mới quá anh. Mới quá mới luôn anh em. Quá mới luôn. Anh em nào mà đã có ý định mua Vinner này, bữa có mấy cây mà đang xanh á. Rồi. Con này quá mới đi. 5.000 cây nha các anh em. Con đi 5.000 cây. Còn bán 218 nha anh em ha. 218. Xe đầy đủ chứng từ của chủ nghe đầy đủ anh em yên tâm. Rồi, tiếp tục con bên này. Tiếp đây là con ẹt ẹt xuống áo nha anh em ha. Ẹt này ẹt gốc là xuống áo. Có vô mâm, vô vỏ bô 2010 bộ gin nha anh em ha. Bô tập nha anh em ha. Vô đồng hồ Oco Umagakin. Máy im ru nha anh em ha. Máy đang nổ nha, mà nổ máy luôn nha anh em ha. Đèn nổ máy nha, đi cái đèn led 2 tầng nha nè. Đèn led mắc cú 2 tầng cho này xịn nha anh em nha. Nói chung là chủ này dưới thành phố Châu Đốc. Chơi xe này khui viền ốc ốc kiểu luôn nha anh em, ốc xịn nha anh em ha. Đấy, nếu anh em nào thích ẹt nhỏ thì mua con này. Nếu anh em nào có coi kênh thì nếu có ý định lên áo xuống áo thì mua con này rất là ok. Tiền dọn không mười mấy là 20 củ anh em. Đó, chứ cái đồ nó full đồ xé bọc hết nha anh em ha. Còn tiếp theo con Jupiter. Jupiter này là mấy cái màu bạc nha anh em ha. Con này bán 228 nha anh em ha. Đó, mẫu kia màu xanh. Rồi. Bên này. Con bên đây. Con bên đây là hồ sơ cầm tay. Hồ sơ cầm tay có sẵn, bao giấy huyện cho anh em, bao hồ sơ là 20.800.000 nha anh em ha. Tiếp theo cái dòng Sonic bên đây mấy anh em. Sonic bên đây. 318 nha anh em, bao rút hồ sơ cho anh em ha. 31.800.000 bao rút hồ sơ cho anh em. Tiếp tục con bên này. Con bên đây. Bản số ở cho An Giang. Hồ sơ đang bỏ rút hồ sơ cho anh em ha. Mình bán 318 cho anh em ha. Xe chạy 3.000 cây nha anh em ha. Jupiter. Đấy. Jupiter mắc cú 13 củ 8 nha anh em ha. 13 củ 8 nha anh em ha. Con Jupiter đây, 8 củ rưỡi anh em. 8 củ rưỡi mấy anh em. Xe đẹp, máy zin hết cho anh em ha. Chùm thôi. Chú này chùm keo luôn anh em. Chùm keo và keo cũ từ xưa giờ chú mua giờ là chùm keo luôn tới giờ luôn nha anh em ha. Tiếp tục Sirius nè. Sirius anh em. 12 củ 8, bản số 78L1 nha anh em ha. 9 củ 8 nha, quên 12 củ 8 nha anh em ha. Còn tiếp theo con quay A, biển số An Giang. Lên kiểu quay Thái nha anh em ha. Full ốc này nọ thì ốc da đồ này nọ nhiều lắm nha anh em ha. Vô nhỏ hay vỏ xịn đồ luôn nha anh em ha. 15-2 con xe này. Nói chung là xe zin hết nha anh em ha. Chủ này dưới An Giang dọn xe rất là đẹp nha anh em ha. Nói chung là xe zin, vàng áo zin hết anh em, máy zin hết. Nhưng mà chủ có vô mớ đồ ốc ít đồ xịn anh em ha. Đầy đủ có kẻn đâu hết cho anh em. Con này thì Vinner V3 này. V3 anh em. Tức là V2, V3. Đó, V1 nhiều nha anh em ha. Đầy đủ các dòng nhiều cho anh em. V3 màu trắng 2023. Xe chạy 6.000 cây số nha các anh em. Mình bán 25 củ 8 nha anh em, bao rút hồ sơ nha anh em ha. 25 củ 8 2023 nha các anh em. Winix anh em, Winix, những con xe Winix bên đây. V2 từ con xe này đổ lại dưới đây. Giá đồng giá cho anh em 19 củ 8 nha anh em ha. 19 củ 8 con xe nha anh em ha. 19.8 con. Dạ đúng rồi. Có 10... con đầu thì biển số nhiêu anh? Biển số 67 nè anh em. Con này màu bạc, biển số 67. Con này biển số 69D1 nha anh em ha. Con kế xanh. Bên biển số 74 nha anh em ha. 74D1 nha anh em ha. 74D1 nha anh em ha. Rồi. Còn tiếp theo. Màu Sport. Bản Sport bên đây anh em. Bản Sport bên đây. Bản số 95. Còn tiếp theo con đầy biển số 60 nha các anh em. Con đầy biển số 60. Bao nhiêu giá nhiêu? 20.800.000 tại cái con này nó có vô cái phá smart cây nha anh em. 18 nha anh em. Dạ, smart cây phá rồi. hai tầng. Màu đen nhám. Màu đen nhám ở đây anh em. Xe dính biển số đẹp, xe chạy có 300 mấy chục cây số. 68C1. 62424 nha anh em. 62424 nha anh em. Biển số đẹp anh em. 62424 đầy đủ chứng từ chủ nghĩa chủ đầy đủ. 4-5 nha anh em, quên. 4-5 nha anh em ha. 4-5 hết xăng yếu xăng thôi anh em ha. Đó. Rồi. Bao anh em là con này, con này dám khẳng định những con xe này không bao giờ có tua anh em nha. Mình sao đọc ý ở bao trăm cho anh em ha. Tiếp con tục. Bán 238 nha anh em ha. 238 rồi. F150 màu đen nhám. F150 màu đen nhám 2022 anh em. Có đi có 2.000 mấy cây số, bao anh em ô đô nha. Mình bán con này 31.800.000 nha anh em ha. 31.800.000 mà bao rút hồ sơ cho anh em. Còn cái dòng Jupiter bên đây mình rất là nhiều đó. Bản số 67E1 nha anh em. Con này 64, con 60. Con này 60, con này 67 là E1. Chạy 9.000 cây số nha anh em ha. 9.000 cây số nha. Con này 8.000, 7 nha các anh em. Đó, còn tiếp theo con Jupiter bên đây.
1800 nha anh em ha, 1800, xe bản số 60B7 nha anh em ha. Đó, 1000 cây. Giá thì nói chung bên đây từ 22, 23, 24 cũ nha anh em ha. Xe 1000 cây tùy theo xe, vui tơ nói chung bao nhiêu cho anh em lựa chọn nha. Đó, rất cảm ơn anh em lựa chọn. Có y con xe này, y con xe mới nè. Đó, y con xe mới thôi. Vui tơ rất là lựa chọn. 18 mấy cũng có xe luôn cho anh em lựa nha. Màu bạc, chính màu bạc okay. Luôn. 18 thôi, cũng mấy cũng có xe dưới luôn. Dưới nó có ẹt 150 nữa. Ẹt 150. Đời 2021 nha anh em, màu đen nhám nha. Xe chạy 5000 cây số. 5000 cây số nha các anh em, các chị, các anh chị. Mình bán 29.8 nha anh em. 29 cũ 8 nha các anh em. 29 cũ 8 con xe con ẹt nha anh em. Tiếp tục màu trắng. Con màu trắng thì gốc nó chạy 5000 cây số nha anh em. 5000 km. Nha anh em. Hè là hè 2X, mình bao hồ sơ anh em. Đó, đúng ô đô, bao ô đô anh em, không té ngã, không đâm đụng nha anh em ha. Rồi, con này. Con đây là Mắc Kinh. Mắc Kinh này là biển số 66, xe chạy đúng tốc, đúng góc đàng hoàng, có hình ảnh đàng hoàng. Anh em nào có đam mê mấy dòng Mắc Kinh này thì kết bạn Zalo mình sẽ gửi từ chi tiết, từ đầu có vô, từ đĩa, từ cái bát tăng sơn cho anh em coi nha. 5800 cây số nha anh em ha. Bao đô cho anh em, tôi tặng xe anh em ha. Con nào mình dám khẳng định cho anh em. Y một con xe mới nha anh em ha. Nói chung con xe này y con xe mới nha anh em. Đó, giá thì liên hệ nha anh em ha. Hai con này liên hệ cho nó dễ đi anh em ha. Tiếp tục con bên này Mở Kinh. Mở Kinh lên đây. Biển số 67E1. E1 là An Giang nha anh em ha. Xe này 2X, mình bao gói một sơ cho anh em ha. 2X, xe nhúng carbon đầy đủ hết xe cho anh em luôn. Tiếp tục màu đen. Màu đen bên đây xe chạy 10.000 cây. Có chống trộm đầy đủ nha, màu vàng nha. Có chống trộm, hai chống trộm đầy đủ cho anh em, đúng 10.000 cây số nha anh em ha. 84K1 nha anh em ha. 32373. Mình bán 23.800.000 nha anh em ha. Xe đặc biệt không dứt tày, không té ngã, đúng xét nha. Bao không té ngã, 1 đỡ 1, mấy hè này 11 đỡ 1 cho anh em nha. 100% là 1 đỡ 1 cho anh em yên tâm nha. Tiếp tục chính xác 100%. Đèn nào của đó mấy anh em ha. Nè, con ẹt nè, biển số 77 Bình Định nha anh em. 77C1 nè. 16Q8 có con ẹt nha anh em ha. 16Q8 là mình có con ẹt. 150 rồi, 2018 nha anh em nha. Xe máy zin hết cho anh em ha. Có vô có đồng hồ màu mè đồ này nọ đồ như thế này. Đó là ok. 16Q8 rẻ, có xe good. Còn tiếp đây con này là 24 cũ bao gói sơ cho anh em ha. Màu vàng xám cho anh em ha. Màu vàng xám. 24 cũ bao gói sơ cho anh em. Mình qua đây có bộ biến một dòng mô tô nó R15 với CBR. Đó, rồi CBR mẫu cũ cho anh em ha. Xe có mấy trăm như con một, mình quay từ con này cho anh em coi. Con đi có 821 km nha anh em. Bao đô anh em chưa giờ có đâm đụng. Hồ sơ cầm tay có sẵn luôn cho anh em nha. Không bao giờ vết chạy. 43Q8 nha anh em. Hồ sơ cầm tay, bao rút hồ sơ cho anh em. Nha anh em ha. 43Q8. R15 màu xanh. R15 màu xanh. Con này thì bản số nó là bản số 84, xe chạy 8000 cây nha anh em. Mình bán 318 bao rút hồ sơ cho anh em ha. 31Q8 bao rút hồ sơ cho các anh em nha. 31Q8. Rồi, con bên này. Đó, còn tiếp theo bên đây. Con G15 bản số 66L1. 66L1. Có khách cho anh. 66L1 nha anh em ha. Đó, mình bán 368. Có công việc anh ơi, chút quay lại anh. Dạ. 66L1 nha anh em. 642 Hoàng. Dặn nhà. Rồi. Dạ. Bao nhiêu? 368 à? Dạ đúng anh, 368 bao cũng chơi anh em ha. Còn tiếp theo xe 8959 cây nha. Đó. Dạ. Mình biển số 67 nha anh em ha. Mình bán con này giá là 368 là bao cũng chơi cho anh em. 368 bao cũng chơi. Dạ đúng. Rồi anh. Màu đen nữa đây, đen nhám. Đen 916 cây. 916 cây nha anh em ha. Cái gì ha? 916 cây, mình bán 43.800.000 nha anh em. 38. À. Tiếp tục con bên đây. Còn đây con một vàng đèn xám cho anh em, con vàng xám. Mấy ô đô lại tại lâu quá mình quên ô đô nha anh em. Cây số nha anh em ha. 3150 cây số nha anh em ha. Đó, ghi rõ ràng để cho mốt mình dễ nhớ cho ô đô cho anh em.
bao đô cho anh em mấy dòng chạy dòng ô tô mấy anh em. Xe thẳng xe hết trên đây. Còn đây có tiêm giá bao nhiêu? Dạ con đấy em bán 40 triệu 800, 40 triệu 800, bao gút hồ sơ cho anh em ha. Đó, rồi không cái một quyển sách CBR CBR mẫu cũ nữa anh em ha, mẫu mới ô quên mẫu mới là mình bán con này xe chạy 5.000 cây biển số Phú Yên, mình bán con này giá là 44 triệu 800 ngàn nha anh em, bao gút hồ sơ cho anh em. Rồi mẫu cũ ABS luôn nha anh em, mẫu cũ ABS 36 triệu 800 ngàn nha anh em nha, bao gút hồ sơ cho mấy anh em ha. Toàn bộ là xe bảo hành 2 năm hết dòng mô tô cho anh em, bao không đụng không tái ngã, anh em cứ yên tâm mấy dòng này 100% là khẳng định xe zin hết, không tái ngã, không đâm đụng nha anh em cứ yên tâm mấy vấn đề đó nha. Còn tiếp theo cái dòng 67R1 nha anh em, 8.000 cây. Ô quên nãy có báo giá 368 nha anh em, quên lên lỗi anh em nha. Mấy dòng V1 đồ. Tiếp tục. V1 đồ, BCX đồ như này biển số 67. Máy zin 100% là không đâm đụng, không sơn dặm gì hết anh em nha. Đó, góc là biển số 67 luôn. Đó. Mình bán 21 triệu 800 ngàn, biển số 67C2-0289 nha anh em ha. Đó, xe đẹp không có tẩy, không có gì mà đụng chạm mà té ngã là tai nạn, mà có dứt chày con xe này nha, 21 triệu 800 ngàn nha anh em ha, BCX 2010. Còn tiếp theo cái gồng V1 màu vàng 3D nha anh em, 73C1 nha anh em ha, mình bán con này giá là 20 triệu 800 ngàn nha anh em ha. Đó, xe căn chủ đầy đủ cho anh em, muốn đúng hồ sơ hỗ trợ hết lần cho nè, không có dứt chày nha các anh em, đúng góc là màu vàng đen luôn cho các anh em ha. Còn tiếp theo con bên đây là con V1, máy zin anh em thấy vậy chứ, máy zin bảo đảm, máy zin nồi zin hết cho anh em nha, 17 triệu 800 ngàn anh em ha, 17.8 nha anh em ha, con màu trắng nha, hai con này đồng giá hết cho anh em ha. Còn tiếp theo con màu trắng biển số 67D1 6.000 nha anh em, mình bán con này 20 triệu 800 ngàn nha anh em ha, 20 triệu 800 ngàn dành cho con V1 nha anh em nha, xe đẹp không té ngã, máy zin toàn bộ là máy zin hết cho anh em ha, 100% nha, bảo hành hết cho anh em ha, anh em cứ yên tâm. Còn con nào mà khẳng định thì khẳng định, mua bán hay có sao nói vậy à anh em ha. Đó, mình bao à, bao hệ thợ cho anh em có coi ghi chép mình anh em biết. Đó, toàn bộ có trao đổi xe nha, có anh em có ship xe nữa, có hỗ trợ trả góp nhiều ngân hàng. Anh em mua những con xe đưa trước 1-2 triệu là nhận xe thôi. À, hồ sơ cần căn cước cho anh em ha, đúng 20 tuổi. Còn những con xe mà rút hồ sơ á, mình bán mình bao rút hồ sơ mình cho anh em nợ là 10 triệu nha anh em ha. Dù con xe nó 30, anh em đưa 20 còn nợ 10 triệu anh em yên tâm nha. Những con xe phải rút hồ sơ nha anh em ha, rút hồ sơ ra tên đó nha anh em đó. Thì còn những con xe bán thì nếu mà xe là 10 mấy triệu thì anh em hỗ trợ ngân hàng cho anh em. Còn đây là con rim Halim đó nè, Halim bình đời đầy đủ nha anh em ha, đó bình đời đầy đủ, càng đầy đủ nha, càng đầy đủ, đèn đầy đủ, đèn cũng đầy đủ luôn cho anh em ha, bốn củ gử nha anh em ha, con xe bán bốn củ gử cho tiếp anh tục em. Con này con Sonic full đồ chơi cho anh em, mâm nè, nó vô đĩa nè, vô là nói chung là trợ lực đồ, ốc titan đồ đầy đủ hết cho anh em ha. Đó, đầy đủ hết cho anh em. Đó, đầy đủ bô rồi, đầy đủ cho anh em. Giá mình bán 31 củ nha anh em, 31 củ. Tiếp tục con AB. AB nè anh em, cái bản AB này, cái bản này là bản 2014 nha các anh em. 2014. Xe liền lạc không té không ngã, tem zin đầy đủ hai bên hông. Không có vết trầy, không có gì chìa khóa lớn các anh em. Chị bác tìm xe mấy anh em. Chị bác tìm xe. Mình bán con này giá là 17 củ 8 nha anh em. 17 củ 8. Tiếp tục AB màu đen nhám này, bản Black Edition. Xe này bao rút hồ sơ cho anh em là 33 củ 8 nha anh em ha. 33 củ 8. Màu đen nhám anh em nha. Là bao rút hồ sơ anh em, sầu tư cầm tay. Còn tiếp đây con AB. AB bản số 62, mình hồ sơ bỏ cái gì cửa hàng cho anh em hết luôn rồi nha. Mình bán con này giá 368 nha các anh em. 150 nha. 150 nha các anh em, 150 nha. Đó mà xe chạy đời hay như 2021 cái gì á, chạy xe chạy là 12.000 cây số nha anh em. Đó. Cái sao để vậy là 36.800. Còn tiếp theo con AB, ba cái AB này là hàng bỏ mẫu nha các anh em. Nếu anh em nào mà giữ về nói chung về Bắc rồi Hải Phòng rồi mấy cái anh quá mấy ảnh phái mấy dòng này lắm. Xe này là biển số 67 nè, 2.000 cây số nha nè, 2.000 km thôi. Đó, 2.000 km thôi. Còn đây biển số 67G1 nè. Đó, 67 84H1 nha nè ha. Chỉ có vài km thôi. Vài ngàn km thôi nha nè. Giá thì nói chung con 67 thì liên hệ. Còn con hai con ở đây là 27, 28 cũ nha nè ha.
Còn tiếp theo là cái mẫu này có hai cái màu đỏ bạc thì nó rẻ, những màu đen nhám anh em. Đó thì nó là 23.8 nha anh em ha, 23.8 nha các anh em. 23.8 dành cho con AB 2019 Fast Smart K nha các anh em ha. Tiếng Fast Smart kìa. Còn đây là cái con AB 2013. 2013 bản số 67B1. 2013 bản số 67B1, xe đẹp lan can xà beng nha anh em. Giá 17.8 nha anh em ha. 17.8, toàn bộ có trao đổi xe cũ anh em cứ gì cứ inbox qua Zalo giúp em nha, kết bạn Zalo giúp em nha anh em ha. Đó, có cái gì mình tham khảo cái gì ủng hộ em nha mấy anh em, nay cũng tới kỳ lương đồ 10 tay 15 tay rồi thì tiệm lúc nào cũng mở, anh em đến là mình tiếp đón anh em ha. Đó, có chuyện dù có cần không thời gian lên thì cứ đặt cọc 1 triệu 2 triệu thì xích xe luôn. Còn đây khu chờ anh em, khu chờ 2017 anh em, 13 bông bự màu đỏ đen chùm keo nguyên xe, chú thì chạy xe rất là kỹ nha anh em ha. Mình bán 17 cũ 3 nha anh em ha. 17 cũ 3. Con bên này. Con đây, biển số 60B6. Mình bán 15 cũ 8 nha các anh em, 15 cũ 8. Rồi, riêng về phun chờ mẫu mới nè anh em, phun chờ mẫu mới, màu bạc nha anh em, biển số 70F2. Biển số cũng dễ nhìn lắm. Anh em để ý á, những cái mẫu này nó có đời 2019 2020 á. Dạ. Nó rỉ lắm, nó tầm mười mấy triệu là có rồi nha mọi người. Dạ. Nên mọi người đều chú ý á. Còn ở đây là mẫu mới nhất hiện tại nha mọi người, 2023, 2024. Dạ. Tùy theo. Ừ. Đách vỏ, đách yên 2023 hết nha anh em. Đách gỗ nè, đách thuộc, đách gì có là 2023 từ trong ra ngoài 2023 hết cho anh em. Xe đi ít ngàn coi. 1-2 ngàn cây, như con màu bạc đầu của con bị bạc là đi 1.323 cây. 1.300. Đó, đó, đó. Con màu xanh đi 3.000 cây nha anh em ha, màu xanh đây. Con màu đen bên đây đi 1.026 km nha anh em ha. Đó. Con bên đây nè anh em đi 1.779 cây nè các chú các bác nha, mấy cái dòng các chú phát bái lắm. Con đây là đi 7.008 anh em ha, 7.008 km. Còn đây đi hết hồn nữa, 817 cây, 817 cây nha anh em. Đó, khu chờ có 817 cây km thôi. Còn tiếp theo con ở đây 5.007 cây số nha anh em ha, bản số 84. Còn đây, còn đây, đây mình đọc km cho anh em. Đó, con này là đi 6.000 cây nha anh em ha, 6.000 cây km. Rồi. Tiếp tục con ở đây, con đi 6.543 cây nha anh em ha. Đó, 6.549 cây. Giá là từ nhiêu bao nhiêu? Dạ, giá em bán những con này giá là từ 28.8 cho tới 31-32 cũ, bao rút một sơi cho anh em ha. Bảo hành toàn bộ cái dòng này 2 năm hết cho anh em ha. Mấy dòng phiên bản đời cao, phiên bản cao, khúc phân khúc cao, bảo hành anh em 2 năm, yên tâm nha. Đó, dù phân khúc nhỏ hay dù mấy phụ trợ đời thấp nè, thì bảo hành anh em 1 năm nha anh em ha. Thành đời thấp nè, 1 năm. Đó, còn cái dòng Exciter. Exciter xuống áo các anh em. Exciter này màu trắng xuống áo cho các anh em ha. Xuống áo mình bán con này là 19 củ 8 nha anh em ha. 19 củ 8. Rồi, con bên đây. Con bên đây 13 củ 8 nha anh em, xe chính chủ đàng hoàng. Biển số đâu anh? Biển số 61C1 em của em Bình Dương luôn nha anh em nha. Rồi, anh em con này chứng quý quyền được đàng hoàng. Còn tiếp theo con biển số 68C1, 13-8 luôn anh em, 13 củ 8 luôn. Rồi, xe 214 nha anh em. Còn hai con này 18-8 nha anh em ha. 18 củ 8 cho con nghẹt nha anh em. Con biển số 59 rồi nè, nhìn cho anh em nhận chạy Grab Sài Gòn đồ, công chứng quý quyền đồ đàng hoàng, có 18 của 8 rẻ con xe cút anh em ha. Còn giảm còn bớt cho anh em cứ lợi nha. Còn tiếp theo con nghẹt này 7.000 cây, dùng đất đỏ dòng bên 93F1 nha anh em ha. Xe máy zin hết, bao đô là anh em chưa rớt đồng hồ nha anh em ha. Đó, thì hàng 2X nha anh em ha. Còn tiếp theo là cái dòng này Jupiter nữa. Jupiter màu đen nhám, biển số thành phố Châu Đốc luôn anh em. 46756 nha anh em ha. Đó, hàng 2X thôi. Còn tiếp theo con bên đây, màu đen nhám, đen đỏ 2023. Xe 7.000 cây. Xe chạy 7.000 cây nha anh em ha. Hàng 2X bao gút hồ sơ cho anh em luôn. Những con xe này chừng mấy bữa là có hồ sơ bản số cho anh em ha. Anh em là mua còn sơ gút rồi. Còn tiếp theo con này. Con ở đây, mình bán con này giá là 19 cũ nha anh em ha. 19 cũ. 19 cũ nha anh em ha. 19 cũ. Rồi, bên này. Con ở đây là biển số 65 anh em. 65H1 anh em ha. Mình bán con này giá 14 năm nha anh em ha. 14 củ 5 nha anh em ha. Xe good nha anh em ha. Đó, rất mong anh em và bà con cô bác ủng hộ em nha. Xe toàn bộ là xe green hết, xe có bảo hành hết, xe chính chủ hết. Các anh em có cần gì tư vấn hay cần gì hỗ trợ em hỗ trợ hết ra. Em là gốc dân Bình Dương xưa giờ, anh em cứ yên tâm uy tín, không bao giờ bán bậy bán lừa đảo hàng đâu nha. Rất mong anh em và các chú các bác ủng hộ con. Dạ. Rồi thì đó là giá xe, anh em nào mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip, mọi người xem thì nhớ like chia sẻ. Xin chào.
chào anh em, chào các chú, chào các bác.